Người đàn ông này chỉ vì một cái cần gặt nước ô tô mà mất 20 năm cuộc đời. Anh dành nó để kiện tập đoàn Ford nổi tiếng đã ăn cắp phát minh của mình. Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Tiến sĩ Robert Kern, người từ bỏ 30 triệu đô thỏa hiệp để bắt Ford phải cúi đầu nhận lỗi. Điều đáng kinh ngạc hơn, từ một kỹ sư, ông đã tìm hiểu về luật và tự mình bào chữa cho bản thân. Robert Kern là một tiến sĩ trong ngành kỹ thuật chế tạo. Anh hiện đang đứng lớp tại một trường đại học, sống với người vợ xinh đẹp và cả 7 con. Hôm nay trên đường về cái cần gặt nước xe cứ hoạt động liên tục, điều đó khiến Robert khó chịu vô cùng. Trở về nhà, anh thơ thẩn với những suy nghĩ. Làm sao để nó có độ trễ? Đứng trước gương nhìn đôi mắt, Robert đếm nó thường tự động chớp 4 đến 6 lần trên giây, thỉnh thoảng còn chảy nước mắt. Đầu Robert đang nghĩ về cơ chế hoạt động của nó, nhưng đầu vợ anh lại nghĩ đến việc xếp hình. Màn khởi động đang cao trào thì Robert bỏ ngang, chạy ra xe nghiên cứu cần gặt. Hôm sau nhờ sự trợ giúp của hai con với một chấm hàn, anh thành công chế tạo được chiếc cần gặt. Robert ngay lập tức mang nó đến gặp những người bạn trong giới đầu tư, đề nghị giúp đỡ sản xuất số lượng lớn cung cấp ra thị trường. Mọi chuyện khá thuận lợi, Robert dẫn vợ đi ăn mừng. Nhưng rồi công việc lại cắt ngang buổi tối lãng mạn của hai vợ chồng. Jill gọi Robert ra thông báo, ban giám đốc yêu cầu anh chế tạo một chiếc cần gạt chạy gián đoạn, bên nghiên cứu thị trường cho thấy nhu cầu của nó rất cao. Hơn thế nữa, sáng chế của Robert cũng rất được quan tâm, họ đã nghiên cứu hơn một năm nay và chưa làm được. Hãng Ford rất chú trọng đến vấn đề này. Hôm sau Robert được cấp một chiếc xe sang xịn mịn. Việc của anh là để nhân viên kỹ thuật nắp cần gạt lên và chạy tới gặp lãnh đạo của Ford. Xe vừa dừng lại, vị phó giám đốc nghiên cứu và phát triển Frank đã rất ấn tượng với đôi cần gạt. Dù có chút trục trặc do cầu trì nhưng khi thấy nó hoạt động, Frank ngạc nhiên vô cùng. Ông còn tưởng thằng trong xe dùng tay điều khiển. Khi Robert tắt máy xuống xe, đôi cần gạt vẫn chạy theo chu kỳ đều đặn. Anh ngay lập tức nhận được cái bắt tay hợp tác. Chuyện vui mà thành áp lực, Robert ngồi cạnh vợ mặt nhăn như quả táo tàu. Ý tưởng tốt và sản phẩm tốt là hai chuyện khác nhau. Anh mong sao lần này mọi thứ sẽ hoàn hảo. Bữa ăn hôm đó cả nhà đã chắp tay cầu nguyện, mong Chúa gửi xuống ít nước mưa để anh ấy có thể thử nghiệm cần gạt trong điều kiện thực. Quả nhiên trời đổ mưa thật, cả nhà vui mừng kéo nhau ra sân. Mọi thứ hoàn hảo, thành công vượt ngoài mong đợi. Ben Ford cũng rất hào hứng. Mark Green yêu cầu sắp xếp cuộc gặp khẩn. Ông ta muốn Robert gửi cho mình thiết bị mẫu. Hãng sẽ trình lên Washington kiểm định và cho lắp vào dòng xe mới đầu năm. Robert ngay lập tức bắt tay thuê đất xưởng và đến gặp người của hãng điện tử Motorola, yêu cầu họ cung cấp trần rito và mạch điện phù hợp. Robert không muốn bán phát minh mà muốn tự mình mở nhà máy sản xuất. Nhưng tin dữ ập đến, 3 tháng sau Jill thông báo hãng Ford muốn rút khỏi vụ làm ăn, lý do là họ chưa sẵn sàng cho thử nghiệm mới. Robert không thể tin vào tai mình, hãng Ford đã lừa anh, họ dùng thiết bị mẫu nghiên cứu ra cách chế tạo. Robert về xưởng, nhìn công nhân đang tất bật lắp đặt máy móc mà không kìm được nỗi đau trong lòng. Quán nhiều xót xa, thương trường như chiến trường. Với các nhà khoa học thì nó vô cùng khắc nghiệt. 18 tháng sau trong một ngày trời mưa tầm tã, Robert thấy những chiếc xe mang theo phát minh của mình chạy dọc con phố. Anh lái xe đến tận hãng Ford, hôm nay là ngày họ ra mắt sản phẩm mới. Robert không giấu được sự tức giận, đôi mắt nhìn Mark Lee mà muốn đấm vào mặt lão giả gian xảo. Tiếc rằng bảo vệ phát hiện anh không có giấy mời nên áp tải ra ngoài. Robert đến gặp Jill và ban lãnh đạo tỏ thái độ rất gay gắt. Nhưng Ford là một hãng lớn, bằng sáng chế lại không khác gì bãi mìn. Họ chỉ cần thay đổi cái tên gọi và vài chi tiết nhỏ để lách luật. Tòa dân sự thì quá tải, việc này sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Robert bất lực chỉ còn biết chờ đợi, quay trở lại công việc dạy học thường ngày. Nhưng đầu óc sao nhãng, anh thậm chí còn quên một công thức cơ bản. Cố liên lạc với Jill nhưng không được, Robert tìm tới tận nhà gõ cửa. Nhưng có vẻ như Jill đang bỏ cuộc, nếu thỏa thuận không được, anh ấy cũng không đưa hãng Ford ra tòa. Bởi đó dù sao vẫn là một khách hàng lớn. Đây không phải chuyện tiền bạc, đây là chuyện đúng sai, Robert tức giận nói. Anh rời khỏi nhà thằng bạn và quyết tâm sẽ một mình theo đuổi vụ kiện. Không có tiền thuê luật sư nên Robert sẽ phải chuẩn bị mọi thứ về pháp lý. Vừa nói với vợ cô đã khuyên anh bình tĩnh. Nhưng lòng đã định, Robert bắt đầu thu thập mọi thứ, từ các bản thử nghiệm khi xưa đến các bài báo viết về mình cùng thời điểm. Phyllis cũng hỗ trợ chồng soạn thảo các văn bản, căng thẳng kéo dài khiến căn bệnh vẩy nến của cô chuyển biến xấu. Tất cả mọi người quay lưng vì biết vụ này như trứng trọi đá. Nhưng Phyllis vẫn ủng hộ chồng vì ước mơ 14 năm ròng của anh ấy, vì đâu đó ngoài kia người ta gọi anh là đồ dối trá. Về phần Robert thì khó khăn chồng chất khó khăn, bảng mạch không có anh phải tháo trộm trên một chiếc xe. Ngày đêm không ngủ, cứ loanh quanh kiện tụng mà bỏ bê gia đình, vợ con. Dừng chân bên một cửa hàng bán diều, Robert bật khóc khi nghĩ đến bọn trẻ. Căng thẳng dẫn đến khủng hoảng tâm lý, anh phải dành nhiều tháng điều trị trong bệnh viện. Cuối cùng có vẻ như Robert đã từ bỏ, cuộc đấu tranh này lấy đi của anh quá nhiều thứ. Ngày xuất viện cả nhà ra đón bố, chân Phyllis còn bị căn bệnh vẩy nến hành hạ tập tễnh bước đi trong cơn đau. Những ngày sau Robert đã phải dùng đến thuốc an thần. Không lấy được sự cân bằng, nhìn anh già nua bụi bặm hơn rất nhiều. Tình cảm với thằng cả dạn nứt, mặc dù Robert đã ngồi xuống nói chuyện nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể cải thiện. Phyllis cùng chồng tới gặp vị luật sư, ông muốn cô hiểu chuyện này khó khăn đến nhường nào. Chúng ta sẽ kiện tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới,
tiếp theo là tất cả các hàng khác. Nhưng không thể để lũ khốn đó muốn dẫm lên đầu ai cũng được. Ông gọi cộng sự trẻ tuổi của mình vào. Họ sẽ bắt đầu công việc ngay chiều nay. Thấy bạn thân cứng đầu không chịu từ bỏ, Jill cũng dần mềm lòng. Anh mách nước cho bạn, hãy soạn thảo một văn bản dọa kiện công ty và cả tôi nữa. Nếu may mắn sẽ có một cuộc dàn xếp nhanh chóng. Robert có thể lấy lại bằng sáng chế của mình, nhưng với một điều kiện không được nhắc tên Jill với hãng Ford, vì chắc chắn anh ấy sẽ không đứng ra làm chứng. Quả nhiên rất nhanh sau đó, Robert nhận được bằng sáng chế. Lại một năm nữa qua đi, mọi nỗ lực đã đạt được thành quả. Hãng Ford liên hệ với luật sư của Robert, nói sẽ bồi thường 250.000 đô. Họ ra giá như thế ta có thể đòi lên gấp đôi. Robert ngay lập tức gạt đi và yêu cầu Gregory từ chối. Thưa anh muốn là họ nhận lỗi chứ không phải chỉ là tiền. Với 45 năm trong nghề, Gregory hết lời khuyên thân chủ hãy suy nghĩ cẩn thận. Nếu kiện họ ra tòa và giành chiến thắng, số tiền cũng không thể nhiều như vậy. Công lý của thành phố này vận hành qua những tờ séc. Nó giúp anh và gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nhưng Robert nhất quyết không đồng ý. Hãy quên những tờ séc đi. Hãy bắt họ thừa nhận đã ăn cắp ý tưởng của tôi và cho tôi quyền sản xuất nó. Vì đã gọi chai champagne nên Gregory xin phép được nói vài lời cuối cùng. Đó là một tập đoàn lớn. Họ sẽ vùi dập anh với các bản kiến nghị, lệnh của tòa và các vụ phản tố. Họ sẽ dìm anh trong rất nhiều tài liệu vớ vẩn, khiến anh tỉnh dậy, vã mồ hôi lạnh. 5 năm nữa, anh cũng không gần với phòng xử án hơn bây giờ. Tóc anh sẽ bạc, cuộc sống sẽ trôi qua. Tối về nhà, Philip khuyên chồng nên chấp nhận lời đề nghị của Ford. Như ông ấy nói, họ có rất nhiều thời gian, ta thì không. Sẽ ổn thôi là câu duy nhất Robert có thể thốt ra vào lúc này. Ngày hôm sau, Phyllis gửi con sang nhà bạn để có thể nói chuyện riêng cùng chồng. Dù đó là lựa chọn khó khăn nhưng cô quyết định rời đi cùng các con. Có 7 miệng ăn trong nhà và sự việc không thể mãi như thế này. Tương lai của bọn trẻ sẽ bị phá hủy mất. Cùng lúc đó, Gregory cũng rút khỏi vụ kiện. Vậy là chỉ còn người đàn ông ấy đơn độc chiến đấu. 4 năm nữa trôi qua, Robert vẫn ôm trên tay vài tờ báo và ít giấy tờ. Khi bang lập ra thêm tòa án để xử lý vấn đề các bằng sáng chế bị tồn đọng, hãng Ford đã cử Charlie làm người đại diện đến gặp Robert. Con số lần này là hàng triệu đô dàn xếp. Nhưng Robert vẫn không quan tâm, anh chỉ chấp nhận khi hãng đăng đàn xin lỗi, thừa nhận đã lấy cắp sáng chế của mình. Tất nhiên điều đó là không thể, Robert lại tiếp tục cho hành trình tìm lại công bằng. Ngày xét xử được ấn định, Dennis sẽ là phụ tá giúp bố. Chỉ hai con người bé nhỏ sẽ đấu với một tập đoàn lớn với các luật sư hàng đầu hậu thuẫn. Dennis gọi các em đến trợ giúp, dù thắng hay thua chuyện này cũng sắp kết thúc. Cậu hy vọng sẽ kịp hàn gắn lại gia đình. Do một vụ án liên quan đến kỹ thuật nên nó rất khó hiểu với người thường. Các chuyên viên đều được Ford mời đến chứng minh Robert không hề phát minh ra cái gì mới. Ông ấy chỉ đơn giản lắp ép chúng theo trình tự khác nhau. Đến lượt mình đối chất, Robert đã dùng một cuốn sách và phản bác vô cùng sắc bén. Những từ trong đó đều có từ trước, tác giả không hề phát minh ra chữ nào mới. Ông ấy chỉ đơn giản sắp xếp chúng theo thứ tự khác và tạo ra bản quyền của riêng mình. Ngày càng nhiều người tới ủng hộ Robert, Phyllis cũng có mặt như một liều thuốc tinh thần. Cứ như thế, Robert vừa làm nhân chứng, vừa làm luật sư và vừa là người bị hại. Ông thay phiên nhau vào các vai đúng chuẩn mực. Thấy mọi việc diễn ra bất lợi, Ford một lần nữa cử Charlie tới gặp Robert đàm phán. Nhân tiện cả gia đình có mặt, Charlie đi thẳng vào vấn đề, 30 triệu đô la để chấm dứt mọi tố tụng. Các con nghĩ sao? Bố đã lôi các con vào chuyện này và các con có quyền nói lên tiếng nói của mình. Con út còn nhỏ chưa hiểu sự đời ngay lập tức đưa ra lời khuyên, đừng làm thế bố. Dennis cũng đồng quan điểm, ta đã đi đến tận đây rồi. Charlie bất lực rời đi, chuyện này thật điên rồ, 20 năm kiện tụng, gia đình này đúng là có 102. Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi thì việc Robert phải vào viện tâm thần được lật lại. Thời khắc quyết định đến, Robert uống hụ nước và bắt đầu bài tổng kết trước mặt bồi thẩm đoàn. Những câu nói đầy cảm xúc và tâm huyết, một cái phù hiệu vô hình của nhà phát minh khắc trong tim. Ông đã làm cho những người có mặt hiểu rằng, những nhà phát minh đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, hãy bảo vệ họ. Bồi thẩm đoàn sau khi thảo luận đã đưa ra phán quyết. Robert bật khóc, ông đã thắng kiện dù chỉ nhận được 10,1 triệu đô tiền bồi thường. Sự kiên cường 20 năm đã được đền đáp, nhưng đổi lại cũng là mất mát thời gian. Người vợ hết lòng thương yêu không còn ở bên anh nữa. Cả nhà quây quần bên nhau nhưng thiếu đi người mẹ, người vợ. Sau chiến thắng với Ford, Bob nhận được 18,7 triệu đô từ tập đoàn Chrysler. Ngày nay có hơn 145 triệu xe ô tô chạy trên đường dùng cần gạt nước gián đoạn. Robert Kerr sinh năm 1927, mất năm 2005, đó là nhà phát minh dành nửa đời người tìm lại công lý. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.